Hi, và mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng một tựa game hoàn toàn mới mà mình được rất nhiều các bạn cũng như anh em yêu cầu mình trải nghiệm thử hem. Đó chính là tựa game có tên là Globic. Thì mình không biết là cái game này kiếm trái quỷ như thế nào, nhưng mà mình nhìn thấy cái phần mô tả của game á thì để là tầm 5 cho đến 10 phút là xuất hiện trái quỷ, vậy là quá easy rồi các bạn à. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở đảo Tân Thủ và vẫn chưa có trái quỷ nào. Chẳng lẽ mình đứng đây trái quỷ tự rớt trong họng mình làm gì có đúng không? Rồi, giờ đi thôi. Đi farm thôi bạn à. Vừa vào đầu phải trải nghiệm những cái cú đấm thần thánh vào mấy con quái này. À, cú te thu gờ nữa chứ, trời ơi, sao lắc dữ vậy? Sao mình thấy nó chậm chậm sao đó các bạn ơi? Cái con này nó đang đấm gì ngộ quá trời đó cơ. Bây giờ mình với con này thay phiên nhau đấm lộn rồi, chừng nào mình re-die rồi cái con này chừng nào nó bứt nẹt đây trời, chắc mình nghĩ mình bứt trước nó quá. Ai đấm trước là người đó ăn hay không? Nhìn chán thiệt chứ. Trời đất coi là trời. Đục có con quái đục cả nửa ngày trời à. Trời, bạn kia cầm vô ru luôn kìa, bạn ghê gớm mà. Để mình coi cái phần menu coi. Nó có phần ta nè. Rồi vô cùng quen thuộc luôn các bạn. Trend, defend, điểm kiếm và điểm trái quỷ em. Thì mình thấy là mấy nay là ra rất là nhiều game wannabe đó các bạn, nhưng mà không có tập trung vào cái điểm súng nha. Rồi mình sẽ nâng vào cái điểm này. Nâng hết vô luôn. À, là phải sell game lại nữa à. Này là Ali ha. Đây là gì đây ta? Trời sao bấm vô trời mưa rồi. Mình như chú trời vậy. À, mình bấm vào đây là mình thay đổi khí hậu các bạn à. Đó, các bạn nào muốn trời mưa bấm vào, còn muốn tắt đi ha. Còn đây là gì đây? À, cái chỗ mình cho tiền coi như là cho trái quỷ gì ở đây nè các bạn. Vũ khí được các kiểu nè. À, thì ra là vậy. Rồi bây giờ thì bắt đầu lên đường em. Vậy có bạn kêu giết cho bạn đó trái quỷ. Mình giờ còn có trái quỷ để ăn nữa ở đó mà giết. Con này nào đây? Con bán thiền chắc. Tao ô cái thiền ngàn bê ly. Bấm thử coi, biết ngay mà. Sao khổ quá vậy nè trời. Ở đảo Tân Thủ mà không đi đâu được hết á. Đi thì bị chúng đánh. Ở đảo Tân Thủ đấm bóp với mấy con này mệt thiệt. Mà cái game này để coi thử. Cấp độ 5000 các bạn. Cái bạn đó nghĩ mình có trái quỷ các bạn. Mình có trái quỷ thì mình làm gì mà mình lãng giảng đây. Mình đấm bóp giấc hờ mấy con này làm cái gì. Ý bên kia giống trái quỷ quá các bạn. Lết qua liền. Ý, trái quỷ biết bay luôn hả? Đây nè. Hay là mấy con quái ta? Sao nhìn xa giống trái quỷ vậy? Có hai cái cuốn ở trên nữa nè. Ai đây? Trời ơi. Không phải trái quỷ các bạn ơi. Mà lại mấy cái con slum. Khổ vậy. Trên đây phải trái quỷ không? Nó. Trái quỷ các bạn ơi. Ui tôi ơi. Làm sao mình lên đây mình lụm? À, đây rồi. Trái gì đây? Trái mu cu phải không? Không lên được các bạn ơi. Sao lên đó lụm trái quỷ đây? Ý kìa, có bạn lên lụm rồi kìa, trời lụm ngay trước mặt mình luôn chứ. Tức thiệt. À, bạn ấy búng từ trên đây búng lên các bạn ơi. Đau lòng quá đi. Đi.
không nhảy lên được, bọn nó nhảy lên lụm trái quỷ trước mặt mình luôn. Nói chung game này cũng khá dễ có trái quỷ các bạn ơi, chứ không khó ha. Mình đi vòng 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 đảo là có à. Rồi mình có cái bô là mình lên từ nãy mình quém nó rồi. Nhảy không lên tới được chứ. Cay cú thiệt. Bạn kia lên lấy trái quỷ của mình rồi. Trái quỷ đâu biết trái gì nữa. Trái mục chi vậy ta, hay trắng trắng. Chắc không phải đâu. Để mình đi đảo khác chơi các bạn. Hình như là mình thấy là có cái cây Yoru bên ngoài đúng không? Mình thấy có cây Yoru bên ngoài nè. Đâu mình qua mình mua thử cái cây Yoru cho bạn coi ha. Mình thấy cái cây Yoru nó để là Fay Yoru rồi, chỉ có 25 rubet nè, đây nè. Đây. Mua thử luôn các bạn. Đó. Ngon lành rồi, đâu? Cây Yoru mình đâu? À mình reset lại ha, là chắc là nó có à. Reset lại đi. Đó, ngon lành. Trời ơi, vừa vào game mua ngay cái Yoru. Đỉnh chưa các bạn, cái ghê cũng như nó chém mạnh hơn nhiều. Đúng, có tiền có khác các bạn ơi. Mình đấm cả buổi trời luôn mà bây giờ có tiền nó khác liền, thấy chưa các bạn? Đó. Lúc nãy là mình đập vào trend đúng không? Giờ đập vào kiếm chém. Phải vậy chứ. Rồi, tắt đi. Ok à, phải tắt hoàng ta đi đó. Bây giờ chém hết nè. Nó lên cấp lương lia lẻ liền. Ngon. Đó, bây giờ là chém lần 45 máu rồi nha các bạn. Vừa vào là sắm ngay Yoru liền. Không lụm được trái quỷ là thấy ức rồi. Mà nhìn mấy cái con bên kia dễ gây hiểu lầm quá nha các bạn. Thấy trái Yoru xanh xanh nè. Quá dễ gây hiểu lầm luôn. Rồi đây quái tập trung nó, mình chém thôi, mình có Yoru mà các bạn, lo gì. Ngon nành. Cấp 3 rồi. Trời ơi, vậy farm chừng nào tới được cấp 5000 ý? Gì vậy? Trái quỷ nè bạn, các bạn cho hình trái quỷ nè. Trái quỷ có tên là Bonnay em. Rồi gửi lời cảm ơn bạn thần tài rất là nhiều ha. Ủa? Tên gì ta? Thành Tấn hả? Rồi gửi lời cảm ơn bạn rất là nhiều. Giờ mình ăn vào luôn ha. Đó, đâu để thử xài chiêu cho bạn coi nè. Gì vậy? Xài chiêu thì nó xài chiêu thì đơn giản lắm các bạn. ERTF ha, đây nè, E nè. Đó. Rồi R nè. Rồi T nè. Rồi F nè. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi dữ dội vậy ta. Wow, đỉnh cao thiệt chứ. Đó, giờ mình mạnh rồi nha các bạn. Có bạn cho trái quỷ thì mình mạnh rồi. Giờ là mình đi xa được rồi ha. Đi lượm trái quỷ cũng ngon nữa bạn. Đó, chiều ép sẽ giúp mình bay nè. Nó có cái lóng stamina này ha. Bay qua. Trời ơi, ủa sao mình chúi xuống đây ở dưới là sa mạc dưới ta. Đó, mình bay đi kiếm trái quỷ. Quá ngon. Đâu thử đánh miếng quái này kìa. Đập đó. Ủa, cái này là cái con kích để set bam mà các bạn. Đi. Ý, trái quỷ. Làm sao mà qua mắt mình được. Trái quỷ làm sao mà ra qua mắt mình được chứ. Đây là cái gì đây ta? Nhìn ngon thiệt chứ. Ở cái cây Yoru này bạn đó nói fake đúng rồi các bạn. Tại vì admin họ cũng để là kêu Yoru fake mà.
Dẹt cả bạn ơi, đi tìm trái quỷ bạn chỉ cần dôm 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 thấy cái cục nằm nằm đâu dưới cây, cái mình lại mình lụm, cái mình lụm lúa nó liền. Ngon, ui cha, sắp mặt à. Rồi cho bạn coi lại năng lực trái quỷ này em. Game này thì bạn chắc không cần phải nâng vào điểm đi vào để mở khóa chiêu đâu. Mình thấy chưa chi gì mình sử dụng được hết 3 chiêu luôn rồi. 4 chiêu chứ. Nè, chiêu E nè bạn. Ủa cái này chiêu E của cái Yuru mà. Đây, chiêu E của trái quỷ. Đó. Tạo ra một cái lồng em. Rồi kế đến là chiêu R nè. Rồi chiêu T. Nó đang cooldown chứ chán thiệt. Gì kỳ vậy? Mình xài chiêu mà nó cứ cooldown liên tục à. Hình như là không có mục tiêu chỉ định nữa ta. Thôi bay đi các bạn ơi. Ép. Ép là mình sẽ cỡ trên một cái đầu lâu để mình bay đi á. Nhìn vui chứ. Chết rồi. Không xong rồi. Về liền. Rào vòng lại. Trời ơi mạnh vậy. Rồi mình lôi cái đầu lâu lại nó bắn kìa bạn. Cái chiêu R á. Nè. Từ từ để mình. Đó, nó phải có mục tiêu chỉ định mới tấn công được các bạn. Lúc nào cũng có mục tiêu chỉ định không có xài chiêu được. T. Rồi nó rút hết stamina mình luôn. Trời được rồi, coi như là trải nghiệm tới đây thôi nha các bạn. Video đến đây mình nghĩ là mình tạm dừng tại đây ha. Thì cũng gửi lời cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.